Ý, chị này giỡn cái gì mà kỳ cục vậy? Cho anh biết, anh là ai? Là mình hả mình? Ha, à, còn gọi tôi là mình nữa ha. Anh Phương. Nghe hỏi nè, tại sao biết là anh? Vợ chồng chung sống lâu nay thì tiếng nói hơi thở và chiếc nhẫn của mình đeo, bộ em không biết hay sao? Em nói gì lạ vậy? Chẳng lẽ... Hả? À, mình. Đó, mình thấy không? Mình thấy em hay chưa? Mình ơi, sao mình biết em ở đây mà mình tới vậy? Ủa, sao làm thinh không nói gì hết vậy? Mình mình sao vậy? Anh có sao đâu. Mình nghe hỏi nè. Dạ. Sao mình có mặt ở đây? Mình biết không, ba má cho em lên đây thăm mình. Nhưng mà... Thôi được rồi, muốn nói gì về bên phòng anh rồi nói. Đi nhanh đi mình. Trời ơi, đi cũng phải từ từ chứ. Mình để em đi lấy đồ cái đã. Để đó đi, một chút lấy sau. Đi, đi mình. Dạ dạ. Hết rồi, hết tất cả rồi. Trời ơi, tại sao hoàn cảnh trái ngang này lại đến với tôi một cách ác nghiệt như vậy chứ? Ôi đời quá sao sống phải tàn, mong rằng xuân sang cớ sao phù phàng, ai ngờ đâu sẽ chia duyên đầu. Hơi trời cao, anh lường gạt tôi. Anh cũng biết trái tim người con gái hết sức yếu mềm hay không? Anh ác lắm, anh tàn nhẫn lắm mà. Thảo ơi, nếu đánh đập hay sỉ giả nặng lời mà làm cho em được vơi đi nhiều phiền lụy thì em cứ tiếp tục nữa đi. Anh quỳ xuống đây sẵn sàng đón lấy tất cả những gì mà em trút đổ, bởi nỗi khổ này là tại sao anh lại lường gạt tôi trong khi anh đã có vợ nhà? Hoàn cảnh này đây, anh biết nói sao cho em hiểu được lòng mình. Nhưng Thảo ơi, anh thề là không hề gian dối. Minh chứng có trời là một giả yêu em. Thảo à, em tin anh đi mà Thảo. Anh thật sự yêu em mà Thảo. Nếu bảo yêu tôi thì hãy trả lời đi, anh sẽ chọn lựa thế nào? Dứt ai ra và sẽ lấy ai vào? Phận gái thường tình cảm rất
mà chấp nhận. Bởi tiếng thị phi là kẻ góp dòng. Thôi thì đành cam chơi số kiếp má hồng. Thảo ơi, nhưng anh không thể sống thiếu em được mà. Vậy thì còn vợ anh thì sao? Chị ấy sẽ thế nào khi biết anh bội bạc? Nhưng giữa anh và Hương là do sức ép của cha mẹ, chứ thật ra trong lòng thì không có gì là tình yêu cả. Giờ đây anh có nói gì thêm thì đáy lòng tôi cũng đã chết lặng bởi mối tình quan nghiệt. Anh đi đi, đi đi, cứ bỏ mặc tôi mà. Nhưng anh không thể để em một mình giữa dòng đời mai rủi được đâu Thảo à. Hơn nữa, đời anh không thể thiếu em được. Em hiểu cho anh mà Thảo. Anh có biết rằng xa anh tôi cũng đứt từng đoạn ruột không? Nhưng sự bắt buộc của con người nên đành phải vậy thôi. Nhưng anh nhìn biết. Thảo à, Thảo, Thảo ơi đừng bỏ anh mà Thảo. Tôi không tin đây là sự thật mà chỉ là một giấc chiêm bao. Một giấc chiêm bao thôi mà. Ông trời ơi, sao bài chỉ cần lá lai nghịch cảnh để cho đời tôi phải khổ. Bây giờ thì tôi biết tin sao đây. Tin sao trong sự việc đau lòng thật là cay nghiệt. Phải rồi, sống làm gì nữa, chỉ nhục nhã thêm thôi. Má, má ơi, con đành mang câu bất hiếu. Thảo, đừng, đừng làm vậy mà Thảo. Nghe lời anh đi Thảo à. Anh Thành, buông Thảo ra đi, đừng có cản Thảo mà. Không, để Thảo chết cho xong. Thảo đi. À, nghe lời anh đi mà, đừng làm vậy. Thảo ơi, trên đời cái chết cũng đâu giải quyết được vấn đề, nên dừng lại chi sanh tồn, tìm cách giải quyết cho ta. Thành ơi, Thảo giờ đây không còn hy vọng. Bởi đổ nát hơn rồi, thân nhờ nhút như thế này thì đang sống được sao? Thảo à, đời ai không một lần vấp ngã? Chẳng lẽ một lần vấp ngã là tự kết liễu đời mình sao? Nhưng Thảo tự thấy mình có lỗi với cha mẹ, có lỗi với mọi người, và có lỗi với bản thân, nên Thảo không còn muốn sống nữa. Nói đến cha mẹ, đến bản thân, nếu Thảo chết đi thì càng thêm có lỗi.
bởi cha mẹ đã tạo ra bản thân mình, rồi tốn biết bao nhiêu công nuôi lớn. Đến giờ này chữ hiếu chưa được đáp đền mà mình tự hủy bản thân thì có đúng không chứ? Hả? Chứ bây giờ Thảo còn cách nào để liệu đi? Khi nhà cha mẹ thì Thảo không dám về, với bạn bè thì Thảo không còn mặt mũi để nhìn. Tứ cố vô thân, không bà con dòng họ thì phải làm sao đi chứ? Thế mà biết, con người tới bước đường cùng thì hay tính dài. Cũng may là anh Thảo cho tôi biết để đi tìm Thảo, chứ nếu không thì chẳng biết việc gì xảy ra nữa đây. Thảo à, nếu Thảo không chê thì cứ về nhà tôi ở đỡ đi, rồi coi Phương định liệu cách nào rồi hắn tính ha. Anh Thành, anh tốt với Thảo quá, cảm ơn anh. Nè nè, đừng nói tiếng ân nghĩa nữa, dù sao thì mình cũng là bạn bè mà. Thôi đi, mình đi ha. Anh Thành à, nhưng mà... Thảo đừng ngại, nhà này là nhà của cô tôi, tất cả đi nước ngoài nên để lại cho tôi ở chăm sóc. Thảo cứ tự nhiên, coi như là nhà của mình là được rồi. Mình đi Thảo à, đi. Đi. Ba nói không là không, 1000 lần vẫn không. Ba ơi, con lại ba mà ba. Con xin ba suy nghĩ lại cho con nhờ mà ba. Con lại ba. Phương à, sao con lại có ý nghĩ điên rồ như vậy? Trong khi vợ con còn sờ sờ đó mà con lại có ý nghĩ như vậy là sao chứ? Ba má cũng biết rằng việc cưới Hương trước đây là do ba má ép buộc, chứ thực tình là con chẳng có tình yêu mà. Mới chuộng cửu dòng, học cái thói thất phu là phường cầm thú, mày có biết hay không? Ba ơi, nhưng mà con... Không cần nói nhiều. Gia tộc này mấy đời chưa hề có chuyện như thế. Mày nên dẹp đi cái ý nghĩ ngông cuồng đó đi. Tao không chấp nhận được rồi. Bởi đây là sự việc trái đời. Đất không dung, trời cao không chịu. Nên tự mình suy nghĩ lại đi. Đừng buồn ngông rồi sau này hối hận. Đừng nghĩ đến thế nhân họ không còn cái miệng để phỉ nhổ mày là một kẻ vô lương. Phương à, vợ của con cũng thật thà hiền diễu, đối với con nó một lòng một dạ. Vẫn làm dâu chưa hề làm lỗi, nguyên cớ gì mà con lại không thương? Má ơi, yêu đương cần thật sự hiểu lòng. Vợ con tuy rằng hiền phục đoan trang, nhưng hôn nhân gượng ép để thành, con tin rằng chẳng hạnh phúc bền lâu. Cho dù mày có nói thế nào đi nữa, tao cũng không thay đổi ý định đâu. Dù lòng ba không thay đổi, nhưng sự thật trên đời cũng chẳng thể đổi thay được. Mày... Phương, sao con dám nói chuyện với ba con như vậy sao? Ba, má, xin ba má hãy tha tội bất hiếu cho con. Con biết làm như vậy là không đúng, nhưng con không thể nào xa Thảo được ba má à. Trời ơi! Kìa Hương, em... Phương ơi, mày sẽ ân hận. Mày sẽ ân hận về những việc làm tác tệ của mày, Phương ơi. Hương à, bình tĩnh lại đi con. Chuyện đâu còn có đó mà. Hương à, anh xin lỗi. Không, anh không có lỗi gì cả. Mà kẻ có lỗi là em nè. Vì em đã cần
mình giàu cố thủ mà lại quá ngu đi ước dòng son vàng. Tỉnh giấc ngủ say, ôi thực tế quá phù phàng. Nhưng có ngỡ ngàng cũng rõ ràng đen trắng, nắng đã về rồi thì sương phải tan thôi. Em chấp nhận cho mình một cuộc sống lẻ loi, thôi thì cứ coi như chưa từng gặp gỡ. Hoa nở trong đêm vội tàn khi nắng sớm, thắt thẻo buồn thương cho sâu kiếp đoạn trường. Hương à, anh không phân biệt sang hèn, cũng không chê em quê mùa chân chất, nhưng anh không biết nói sao cho em hiểu đây nữa. Hương à, con đừng quá xúc động, không tốt đâu con. Ba ba ơi, con xin cúi đầu cảm tạ ơn đức biển trời bao năm tháng dưỡng nuôi. Trách ông trời đã khắc nghiệt thiên xuôi, ơn nghĩa lớn lao kia con không có phần bao. Bảo tháp từ đâu thâm sâu vào tâm nào, đảo lộn mất rồi bao ngày tháng dần trôi. Như thế thì thôi, đành coi mình bất hiếu. Triệu nặng bước chân khi rời khỏi nơi này. Từ đây anh cứ yên lòng cùng duyên mới đắm say, em sẽ không gây nên bao điều sự. Gánh cả tâm tư bắt đầu từ dĩ vãng, cố lãng quên dần bao kỷ niệm ngày qua. Hương, con định đi đâu? Đi đâu? Con cũng chưa biết phải đi đâu. Mặt đất bao la, con cũng muốn thử xem có bao nhiêu vạn bước, và cũng muốn tìm trên đời có loại thước nào đo được trái tim. Hương à, anh... Anh không cần thương hại chi em. Lại ba má con đi. Vĩnh biệt mình. Hương, con đứng lại đó. Nếu con còn biết cái gọi là ân nghĩa, nếu con còn nghĩ đến vợ chồng già này, thì con không đi đâu cả. Thưa ba, nhưng mà con... Con... Con danh chánh ngôn thuận là dâu của nhà này, thì không được xử yếu hèn như vậy. Trừ khi thằng già này chết đi, thì ai làm gì cũng được. Chứ còn tao ở dương gian không hề có chuyện đó đâu. Còn thằng nghịch thử kia, nếu mày muốn tự sanh tự diệt, thì cút khỏi nơi đây xem như tao chưa từng có đứa con. Ba ơi, con xin ba đừng mà gây khó xử cho chồng con. Đạo nghĩa chẳng phải lòng thì hạnh phúc có được đâu. Hương ơi, đối với em anh không hề phụ bạc, anh chỉ muốn nạp như thế bởi Thảo cũng rất đáng thương. Phương à, con có suy nghĩ kỹ về những việc mà con muốn làm chưa vậy con? Thưa má, con đã suy nghĩ kỹ rồi má. Như vậy có nghĩa là mày không còn coi ai là cha mẹ nữa chứ gì? Ba ơi, con thật lòng không muốn làm nghịch tử, nhưng con càng không muốn làm kẻ đổi thay. Phương, con nói vậy nghĩa là sao chứ? Má ơi, ngoài những câu trao nhau vẹn lòng chung thủy và thề trọn kiếp sẽ không phai, mà chúng con đã lỡ... Phương, con nói lỡ, nhưng lỡ cái gì hả con? Má ơi, chúng con đã lỡ ái ân chăn gối rồi. Hả? Mình cùng con gái đó cả. Hương ơi, con sao vậy Hương? Hả? Nó xỉu rồi. Đưa nó vô bệnh viện gấp, nhanh lên, không được chậm trễ. Thằng Hảo đâu? Dạ, ông gọi con. Mày đưa mọ mày ra xe tới bệnh viện, nhanh lên. Dạ, con đi liền.
Hương, em có sao không Hương? Mày gian ra, ta cho mày biết, từ nhỏ nó đã có chứng bệnh trên bẩm sinh, nếu nó có bề gì thì mày đừng có trách tao, nghe không? Còn ba, dạ. Sao ba còn đứng đó, không vào bên kia hay sao? Tôi đi đi, tôi đi liền. Trời ơi, khổ quá vậy trời. Mày tự xét lại bản thân của mày đi, đồ bất hiếu. Tôi biết phải làm sao đây. Hương ơi, Thảo ơi, anh biết thế nào để liệu đây? Không, cái thằng bạc nghĩa. Ba ơi, con mấy đêm rồi mê man trên giường bệnh mà miệng cứ gọi hoài hai tiếng Phương ơi. Em yêu anh tha thiết chân thành, mày có nghe không hỡi đứa ba tình? Thật quá uổng công, nó một lòng một dạ đặt toàn chữ tình vào kẻ chẳng ra gì. Ba chỉ cách con đi phải làm sao cho tròn vẹn, lòng đang bối rối trước ngã ba đường. Thì biết chọn ai trong tình cảnh như vậy? Phương ơi, nếu khó phân thì con hãy nghe đây là đổi dòng tâm sự. Khi càng tâm tư rồi tùy con định liệu, mà cũng đành chịu thôi bởi con hương nó bạc phước vô phần. Càng nghĩ mà má càng thương nó đến vạn lần. Cái nghĩa dâu con thì là một lẽ, nhưng đối với gia đình mình nó là một đại ân nhân. Từ lúc lót lòng nó đã thiếu vắng người thân, trời đã định nó quá nhiều lần đần. Bao trận sóng càng dồi dập đã tan nải đến tình vợ chồng đôi đàn rẻ thuê. Má à, thật ra thì Hương đối với nhà mình như thế nào mà má lại bảo là đại ân nhân? Nói cho con nghe đi má. Con ai hỏi ba con kìa. Chuyện đã 20 năm theo tháng ngày trôi chảy, thế mà ba tưởng chừng nó mới đến hôm qua. Nhưng chuyện gì hả ba? Cha mẹ nó trước tôi với chúng ta chỉ là tối tớ, nhưng tinh ăn nết ở đôi với nhà ta nó rất hiền từ. Mẹ nói gì mắc chứng bệnh tim nên khi sanh con đã từ giá cõi đời. Từ đó nó sống với cha, nhưng cái khổ cứ quay vòng theo mãi chẳng tha. Trong trận lửa hồng nó lại phải mất cha. Ôi trời tạo ra bao điều oan nghiệt, ai biết đâu trong
chiều sâu câu chuyện luôn phải gắn liền với khoảng trống thời gian. Hoàn cảnh của Hương thảm não quá. Năm đó thì con Hương mới được chừng 3 tháng. Nước mắt khóc mẹ chưa cạn dòng thì lại phải khóc cha. Còn con lúc đó thì cũng gần 5 tuổi. Đêm mùa hè gai gắt, trong gia đình ta bỗng xảy ra hỏa hoạn. Vì cứu con, ba của Hương phải chịu đau đớn chết vì toàn thân bị phỏng. Trời, trời ơi, sự thật đau lòng đến thế hay sao? Vậy mà lâu nay tôi nào hay nào biết, cứ sống lặng mình trong khổ đau của Hương. Càng đau đớn hơn là sau việc đó, ông nội con lại cho nó là nghiệp trước, nên bảo ba không để nó ở trong nhà và buộc ba phải đem cho nó. Nhưng tại sao nội lại làm như vậy chứ? Cũng vì tin lời của tên thầy bói nên nội con lại tuyệt tình như vậy. Hắn bảo rằng đứa bé mới ra đời đã khiến cha mẹ chết đi, rồi gia đình lại xảy ra hỏa hoạn, thì đó không phải là người mà là cốt quỷ đầu thai. Hoang đường, hoàn toàn những lời lẽ hoang đường. Tại sao nội con lại tin được chứ? Cách sao được, khi tánh người cổ hủ nên ba phải đành bọc nó đem cho. Thời gian thất lạc, sống bên cha mẹ nuôi, nó cũng chịu trăm ngàn cay đắng. Cách đây mấy năm vô tình ba tìm lại được, cứ tự ép con cưới nó để bù đắp lại đau khổ của tháng ngày qua. Nhưng có ngờ đâu, ba lại tiếp tục đưa nó vào dòng khổ ải. Ba ơi, tội con đáng chết. Con đáng chết lắm ba. Những gì muốn nói ba đã nói hết rồi, bây giờ tự con quyết định đi. Nhưng con nên nhớ rằng chứng bệnh tim của con Hương đang trong thời kỳ nguy hiểm. Bác sĩ bảo tuyệt đối không được cho bệnh nhân xúc động. Nếu nó có về gì thì suốt đời này ba sống cũng chẳng an. Hương ơi, Phương à, tất cả sự thật ba con đã nói hết rồi. Má mong rằng con đừng để nó đau khổ nữa nghe con. Ở đây mà chăm sóc, đợi khi tỉnh ráng lựa lời mà an ủi nó. Để má về nấu thức ăn mang tới. Má về nghe con. Anh
sẽ không bỏ em nữa đâu. Anh sẽ ở bên em, bên em mãi mà. Thảo ơi, với em anh đành mang câu phản bội. Phương ơi, đã 3 tháng rồi trong tinh mòn mỏi, anh có biết rằng em đau khổ lắm hay không? Anh Phương ơi, tình đã trao anh hằng mong tươi sáng, nhưng có ngờ đâu lắm điều trái ngang sầu bi, khóc chia ly buồn thương cứ luôn nặng quăng. Người yêu ơi thấu lòng em chăng, đang đã tan từng cơn, biết ai để sang sẻ niềm riêng. Cậu Thành ơi, cậu Thành, cậu có nhà không cậu Thành ơi? Ủa, cô Thảo. Anh Hảo, anh mới lên hả anh Hảo? Anh Phương có lên không anh Hảo? Phải anh lên không anh Hảo? Bình tĩnh lại, cô làm gì mà nôn nóng vậy? Anh Hảo, anh nói đi, có phải anh Phương lên tìm tôi không? Anh nói đi mà. Được, tôi sẽ nói, nhưng trước khi nói, cô cho tôi hỏi, cậu Thành đâu rồi mà tại sao cô ở đây hả? Anh Thành về quê, đón chị của anh ấy từ nước ngoài về. Còn tại sao tôi có mặt ở đây, thì anh cũng biết đó. Tôi còn chỗ nào để nương tựa nữa đâu. Mấy tháng nay, nếu không có sự giúp đỡ của Thành, chắc là tôi chết mất quá anh à. Xét kỹ ra thì cậu Thành là người tốt thật, nhưng không hiểu tại sao cô không chọn cậu Thành mà chọn cậu tôi chi, phải khổ gì nè không biết. Anh Hảo, tại sao anh nói như vậy chứ? Tại cô không biết đó thôi. Chứ cậu Thành đã thầm yêu cô trong già, nhưng mà không nói ra, xui cơ tạo hai người là bạn thân. Cậu nghe tôi đã nhanh miệng mở lời, còn nghe cậu Thành thì câm nín nghẹn lời. Cứ sao có cảm tình như vậy, tôi vô tình nào biết được đâu. Bởi cho nên giờ đây mới có chuyện cô nói. Theo tôi thấy thì cậu Thành cũng đẹp trai, học giỏi, cũng con nhà giàu vậy. Sao cô không chọn quách cậu ấy cho rồi? Ừ? Tình yêu không phải là những điều kiện đó đâu anh à. Mà phải thật sự hiểu nhau, yêu nhau kia. Vậy cô hiểu cậu tôi như thế nào để giờ này phải lâm vào cảnh tình như vậy nè? Tôi không biết nói sao cho anh hiểu đây nữa. Nhưng tôi yêu Phương, tôi yêu Phương thật sự, anh biết không? Nhưng đó chỉ là thứ tình yêu không tồn tại. Hay nói đúng hơn là cô chỉ yêu đơn Phương mà thôi. Anh Hảo, anh nói vậy là sao? Là sao chứ? Vậy lá thư mấy tháng trước cậu tôi gửi cho cô không nói rõ hay sao chứ, hả? Lá thư? Lá thư nào chứ? Tôi không hề nhận được một lá thư nào cả. Ủa sao kỳ vậy cả? Chính tôi cầm lên nhờ cậu Thành trao lại cho cô kia mà. Chẳng lẽ cậu Thành cậu... Phải, chính tôi đã cất giấu vì tôi không muốn Thảo đọc lá thư đó. Anh Thành, nhưng tại sao, tại sao anh lại làm như vậy chứ? Thảo à, bởi trong thư mang những lời cách biệt, sợ Thảo khổ sầu nên tôi đã giấu luôn. Tôi thật không sao hiểu được anh đây. Bao tháng rồi tôi mỏi mòn trong ngóng, anh lại nỡ lòng nỡ dạ giấu tôi. Đừng nên trách chi tội nghiệp,
trách gì trong dạ. Lo sợ cô thất vọng, tâm sự rơi tuồn sân chuyện không hay. Thôi đây thật giả xin hiểu giùm cho, bởi không muốn thảo đau buồn nên tôi đã làm chuyện trái lòng. Nhưng trong thư đã nói gì mà anh làm như vậy chứ? Trong thư chỉ nói lên những lời đoạn tuyệt. Đoạn tuyệt? Không, tôi không tin như vậy. Anh ấy bảo về quê thuyết phục gia đình để cưới tôi về cùng chung sống kia mà. Nhưng tại sao bây giờ lại như vậy chứ? Tôi không tin đâu. Nhưng đó là hoàn toàn là những lời do chính tôi bị đặt ra để lừa dối Thảo. Chứ Phương không có nói như vậy, Thảo biết không? Không, anh nói dối. Chính miệng anh Phương nói lại với anh như vậy kia mà. Vì sợ Thảo buồn rồi sanh ra những chuyện mù quáng nên tôi mới bịa đặt ra thôi, chứ Phương hoàn toàn không nói gì cả. Lời cậu Thành hoàn toàn là sự thật đó cô Thảo à. Bởi hoàn cảnh của cậu Phương hiện giờ không ai hiểu bằng tôi đâu. Tưởng chuyến đi Sài Gòn lần này sẽ được uống với cậu dài da, nhưng ai có ngờ gặp chuyện như vậy muốn sai mẹ nó rồi. Còn gì nữa mà ăn với uống. Thôi tôi về. Ủa, sao nói về mà không ai mời ở lại tiếng nào vậy cả? Tôi về à nghe. Cũng êm ru. Thôi về mẹ cho rồi. Thảo à, thôi đừng buồn nữa. Tôi tin rằng thời gian sẽ... Không, không có khoảng khắc thời gian nào làm cho tôi vơi đi niềm tâm sự. Bởi vì tôi chỉ yêu Phương. Tôi yêu Phương thôi. Anh hiểu chưa? Tôi hiểu lắm chứ. Tôi hiểu Thảo đang trong từng cơn đau nhói. Như lòng tôi cũng có khác gì người. Cũng vì yêu. Vì yêu mà tiêu điều trong tâm nào. Anh im đi. Đừng nói lời nào nữa cả mà. Thảo ơi, dù Thảo không nghe nhưng tôi vẫn buộc lòng phải nói. Bởi cõi tâm tư cứ đêm ngày triều nắng, thì già có yêu chẳng với bao nỗi thắng trăm. Ai hiểu được niềm đau của kẻ yêu thầm, cứ sống lặng câm trong tâm cuồng trí loạn, biết chọn nơi nào để trao gửi niềm riêng. Đời như con thuyền cứ trôi nổi lên đến, giảng sử buồn tên luôn quằng giảng diễn khách. Chỉ cách một gan những trăm ngàn trắc trở, nhịp thở con tim không qua được chung lòng. Thành ơi, những lời Thành nói ra Thảo hiểu, nhưng không thể nào được đâu Thành ơi. Thảo ơi, xin Thảo đừng dập tắt trong lòng tôi một tia hy vọng. Kiếp sau nói
lòng tôi, làm sao có thể quên bóng hình ai khắc vào trong tim nỗi nhớ vô biên. Nếu xa người thì cuộc sống nào yên, định số đã phân thì thôi đừng luyến tiếc, hãy cố mà quên đừng chưa cố cho mình. Dù có khổ ngàn lần hay nát cả tâm thân, tôi vẫn cam tâm khi nhớt tròn chữ mong. Còn nếu như không thì cửa lòng tôi khép lại, thề hết kiếp này tôi sẽ chẳng yêu ai. Anh Thành, anh đừng nên nói thế. Dù không tròn mộng với Phương, nhưng với Thành tôi vẫn không thể nào xứng đáng. Nhưng tại sao? Tại sao vậy chứ? Vì tôi đã... Đã sao? Đã thế nào? Nói cho tôi nghe đi Thảo à. Nói đi Thảo. Thảo, tôi đã mang rồi trong người giọt máu của anh Phương. Hả? Trời ơi, đúng là quan nghiệt. Thảo có lỗi, Thảo có lỗi rất nhiều với mẹ cha, với bạn bè, thầy cô, cả với Thành nữa. Và Thảo càng có lỗi, có lỗi với bản thân. Thảo thấy rằng mình không xứng đáng để đối diện với một ai cả, bởi một đứa con gái hư thân tới trăm ngàn lần đáng chết. Dù có sống trên đời chỉ thêm tuổi nhục mà thôi. Thảo, Thảo không nên nghĩ thế mà làm chuyện dại khờ để gây lụy cho bản thân nữa Thảo à. Chứ anh bắt Thảo phải sống thế nào đây với cảnh tình như vậy? Rồi thiên hạ sẽ đánh giá thế nào về người đàn bà không chồng mà bụng lại chữa mang? Dù sao thì chuyện cũng đã lỡ rồi, Thảo nên bình tâm để tìm cho mình một phương pháp. Chứ nghĩ tới đường cùng thì tội nghiệp cho đứa con. Nó không có tội, nó không có tội Thảo à. Vậy anh bảo Thảo phải làm sao đi? Dù họ đoạn tình nhưng dù sao thì vẫn còn cốt nhục. Anh tin rằng gia đình thằng Phương cũng không đến nỗi vô tâm đâu em à. Anh Thành, chẳng lẽ anh bắt Thảo phải... Đúng vậy, anh sẽ đưa Thảo đến tận nhà Phương để nói rõ nguồn cơn. Dù sao cũng cốt nhục tình thâm, nên tin rằng họ không đoạn đành bức ruột, sẽ có cách ôn hòa để xử sự chuyện này. Nhưng Thảo lo lắng họ chẳng nhìn đâu, bởi trong cảnh gia phong thì người ta luôn ràng buộc gần xa, dễ gì chấp nhận sự tình như vậy. Nếu mình không thử một lần sao biết được thế thời. Anh Thành à, nhưng Thảo thấy rằng... Đừng đắn đo nữa, mình đi đại đi, kẻo trễ thì hết xe đò đó. Đi Thảo à, đi. Anh Thành, không, tôi không tin thằng Phương con tôi nó dám làm chuyện tài trời đó đâu. Bác, nếu bác không tin thì có thể cho chúng cháu gặp Phương để đối chất mà. Bộ cậu nghĩ chuyện này tốt đẹp lắm sao mà cậu đòi tranh cãi? Hơn nữa thằng Phương cũng không có nhà, nó đã đưa vợ nó đi du lịch rồi. Thế chừng nào Phương mới về hả bác? Không biết chừng, có thể là một tháng hoặc là hai tháng, và không chừng một hai năm gì đó. Vợ chồng trẻ mà, khi đã quấn quýt thì còn trễ gì là ngày tháng cậu ơi. Cháu không tin, cháu không tin thằng Phương lại vô tình đến thế. Anh Thành, thôi mình về đi anh. Thảo à, nhưng mình chưa gặp thằng Phương để phân rõ ràng sự thật mà. Cậu trẻ à, tôi thấy cậu có vẻ hứng thú trong chuyện này lắm, nhưng ở đời thì làm sao có thể tin được ai cậu. Cậu cũng biết đó, thời buổi bây giờ thì thiếu gì cảnh dùng nước mắt để giả giọng từ bi,
Đến khi tống được một ít tiền thì họ lại vui cười biến dạng. Bác im đi. Cứ ngỡ bác là một người biết điều nên tôi mới đưa Thảo tới đây. Nhưng tôi thật không ngờ bác lại hồ đồ đến thế. Thế cậu bảo tôi phải làm thế nào đây? Biết đâu kẻ ăn nghêu rồi bắt người khác hốt vỏ thì sao? Cậu bảo tôi phải làm sao tin được chứ? Bác, đừng nói nữa. Đừng nói nữa mà. Anh nói thế nào thì cũng bằng thừa thôi. Anh hiểu không? Vì người ta đâu tin vào những chuyện mơ hồ. Mà anh mong phân cạn ngọn ngành, chỉ nhục nhã thêm nhiều, chớ lợi ích gì đâu. Tôi đã biết trước nguồn cơn, người ta quyền quý cao sang thì họ đâu lý nào tin lời kẻ. Nên tôi đã trao cả tấm thân mình, giờ hậu quả như vậy đành phải chịu mà thôi. Thảo, Thảo ơi, sự việc là tất cả do tôi bày, tưởng đâu giúp Thảo dời sầu, ai ngờ bỏ đi anh. Dù sao thì Thảo cũng cảm ơn anh đã có lòng lo cho Thảo. Cũng nhờ anh mà Thảo biết được sự đời đen trắng, và cũng biết được cách đối xử của con người. Cô Thảo à, thôi thì sự việc thế nào cứ mặc. Nếu bảo tôi tin thì tôi cũng khó thể nào tin. Đây, đây là số tiền coi như làm việc thiện tôi tặng cho cô đó. Cứ cầm lấy mà lo cho mình. Nhưng cô nên nhớ rằng, từ nay đừng tới đây gây phiền phức nữa. Vì gia đình tôi là một gia đình danh giá trên thương trường, trong công việc làm ăn cũng có chút tiếng tăm. Thì cô thử nghĩ đi, tôi có thể nào chấp nhận một con dâu không lai lịch và một đứa cháu nội chẳng ra gì? Thôi đủ rồi, bác không cần nói nữa. Thưa bác, cháu tuy nghèo nhưng vẫn biết thế nào là lẽ phải, nên số tiền bác cho cháu không thể nào xòe tay đoán nhầm. Còn đứa con này, trước đây cháu có ý nghĩ phá bỏ nó đi, nhưng bây giờ thì dù thế nào đi nữa cháu cũng phải nuôi dạy nó nên người, để cho nó biết được thế nào là cách cư xử của con người, và nhất là với nội nó, với cha nó, toàn là những hạ người vô sĩ. Đây, mày đi khỏi nhà tao. Ở nhà này không chứa những hạng người hư đốn. Đi, đi khỏi nhà tao. Dượng, Dượng ơi, cô lại Dượng. Dượng đừng đuổi con đi mà Dượng ơi. Ông à, ông nghĩ lại mà thương cho nó. Dù sao thì cũng lỡ rồi mà. Bà im đi. Nếu thấy thương nó, bà cuốn gói theo nó luôn đi. Dượng ơi, Dượng tha lỗi cho con. Dượng đuổi con rồi, con biết ở đâu hả Dượng? Ở đâu mặt xác mày. Không làm giả chịu, mày có coi nhà này ra cái gì đâu? Là con gái mà dám vụng trộm ái ân, đến giờ này thì bụng mang giả chữa. Mày về đây khóc lóc than phiền, rồi mai này tao dám ngước mặt nhìn ai, bởi gia phong bãi hoại thì cũng do mày. Thật uổng công bao năm trời nuôi dưỡng, mong ngày sao danh phận rõ ràng,
có ngờ đâu nhục nhã thế này. Thứ con như mày chết thức cho xong. Ông à, xin ông thương tình nghĩ lại mà tha thứ cho nó một lần. Dù sao thì chuyện cũng đã lỡ rồi, đành lòng nào dứt bỏ được hay sao? Nếu bà không cam thì có quyền cùng nó buôn gói đi ra khỏi nhà này. Chớ một lời khi đã thốt ra thì tôi chưa từng rút lại bao giờ. Mày nên nghĩ đi, ta đâu phải là thằng ác độc, chọn nơi kiếm chỗ đàng hoàng. Nhưng mày không ưng nhất một cái lời, để theo cái phường họ sở vô lương. Thảo ơi, nhìn con mà má đứt từng đoạn ruột. Có lẽ trời cao đã cố tình trêu chọc nên đỏ đài kiếp đời con khô. Má biết làm thế nào cứu được con đây. Má ơi, tội lỗi con làm gieo khổ sầu nhục nhã tông môn. Má ơi, con đi xin bảo trọng thân mình, tội bất hiếu đành suốt kiếp phải mang. Đi đi, đi khỏi nhà tao. Má, má ơi. Ông ơi, ông thương nó mà ông, trời đang mưa mà ông đuổi nó ra đường rồi. Mặc nó, sống chết gì cũng kệ. Còn những thứ này để đây chi nữa, đem hết đi. Dương ơi, tôi lạnh lắm Dương ơi. Dương cho cô vô nhà, tạnh mưa rồi con đi bà Dương. Thảo, tao không muốn thấy mặt mày một giây nào nữa. Đi đi, đi. Má, má ơi cứu con, tôi lạnh quá má ơi. Ông ơi, tôi lại ông mà ông, tôi nghiệp nó mà ông ơi. Nó không là không, mặc chưa nha, mặc nó. Sao không vậy cô? Tôi không có sao. Chị là ai vậy? Tôi đến đây để thăm bà con. Trên đường về thấy cô nằm ngất ở bên đường nên đến xem thế nào vậy mà. Cô à, cô có cần tôi giúp đỡ gì không? Cảm ơn chị, tôi không cần gì đâu chị à. Cô đừng có khách sáo. Nếu có cần thì cô cứ nói đi, tôi sẽ sẵn sàng giúp cho, miễn là đừng vượt quá tầm khả năng của tôi thôi. Không, chị không giúp gì được cho tôi đâu. Sao vậy? Vì những thứ tôi cần, trên đời này không dễ gì mà tìm được. Cô à, cô nên bình tĩnh lại đi. Ở đời bất cứ chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Cô nghe tôi hỏi nè, nhà của cô ở đâu? Còn chồng cô đâu mà cô lại lang thang dứt dưỡng như vậy? Nhà tôi đâu? À, chồng tôi đâu? Chồng tôi đâu? Kìa cô, cô hãy bình tĩnh lại. Cô nói cho tôi biết đi cô. Trời ơi là trời, tôi biết nói sao. Gieo khổ thân, tôi đau đớn
cửa, không nhà, không quyến thuộc bà con, sống cuộc đời như kẻ ăn xin. Cô à, nghe cô nói tôi cũng hiểu được phần nào trong câu chuyện. Thật tôi không thể nào ngờ trên đời lại có hạng người vong tình đến như vậy. Rồi bây giờ cô tính gì cho mình đây? Tính đời tôi giờ có gì đâu để tính, chỉ biết làm tin mặc tình cho số kiếp đã an bài. Theo tôi thì cô không nên thối chí như vậy. Nếu cứ mặc cho sự đời thì con cô nó sẽ ra sao chứ? Con tôi, đứa con của tôi, chị ơi, nó chỉ là một đứa con vô thừa nhận. Dù sao thì trẻ thơ nó cũng hoàn toàn vô tội. Nếu mình không sống cho mình thì cũng nên nghĩ đến sau này cuộc sống của nó ra sao. Nhưng đời tôi bây giờ làm sao có quyền chọn lựa chứ? Trong khi mà cô à, sao lại như vậy? Đau quá. Cô à, cô, tôi đau quá. Cô à, cô có sao không vậy? Tôi đau bụng quá. Đau bụng hả? Tôi đau. Trời ơi, chẳng lẽ cô đã đến ngày sinh nở rồi sao? Tôi không biết. Tôi không nhớ nữa. Đau quá. Trời ơi, cô ơi. Đau quá. Cô à, không xong rồi. Tôi phải đưa cô tới bệnh viện mới được. Đi, đi cô. Cô hãy đứng dậy đi. Đi cô. Chị Hai à, có chuyện gì mà chị gọi em về gấp vậy chị Hai? Tới giờ này em mới chịu về đó sao? Gọi 5-7 cuộc điện thoại, nhắn em không biết bao nhiêu lần, đợi tới năm lên rước em mới chịu về. Chị Hai à, em bận quá mà chị Hai. Ngoài cái chuyện trông coi cửa hiệu thuốc tây thì em còn bận chuyện gì nữa vậy em? Em bận cái gì mà chị gọi điện lên lần nào nhân viên cũng đều bảo là em không có nhà. Nhắn em gọi điện về cho chị em cũng không. Vậy là em bận chuyện gì? Em nói cho chị nghe coi. Em có chuyện riêng mà chị Hai. Nhưng chuyện riêng của em là chuyện gì? Thì mà thôi đi, dù sao thì em cũng đã lớn rồi mà, chị đừng theo sát em như vậy có được không? Phải, cũng vì em lớn rồi cho nên chị càng lo, chị càng ngại. Chị sợ em dại dột gây ra bao chuyện sai lầm, gieo lụy phiền sẽ giết chết nợ tương lai. Ở đời nông cạn về đêm tối ở ngày mai, nên em lớn rồi chỉ càng lo lắng nhiều hơn. Em biết chị lo cho em, nhưng em không làm gì bậy bạ đâu chị Hai à. Đời thường có câu, con nhỏ làm sai thì còn dễ tha thứ lỗi lầm, nhưng một khi đã khôn lớn, nếu nông cạn lầm đường thì tự chị Hai à, hôm nay chị nói đâu đâu á, chị làm với em là cướp của giết người gì không bằng vậy. Có những chuyện không tự tay cướp của giết người
nhưng mà làm hại đời người, để cho họ phải chết lần hồi trong tuyệt vọng, thì tội đó càng nặng hơn nữa em à. Chị hai, chuyện gì mà quan trọng dữ vậy chị hai? Thật tình là hôm nay chị nói gì em hoàn toàn không hiểu gì hết à. Được rồi, vậy thì chị hỏi em, trong thời gian ở Sài Gòn ăn học, em có làm điều gì trái với lương tâm? Chẳng hạn như là em gian díu tư tình, hay thói đời tranh qua với con gái của người ta? Chị hai, chị đang nói gì đây? Em trai của chị đâu phải thứ vô nghị, tánh em chưa tới giờ. Chị hai không biết tánh em hay sao? Từ lúc cha mẹ chết đi, chị đã nuôi dạy em nên dốc nên hình, từ cái nhân nghĩa ở đời chị cũng đều dạy khuyên. Thì có lý nào đâu em lại nỡ dứt bỏ tấm người đi làm chuyện trái đời để phụ lòng chị sao? Thành à, biết được vậy chị thấy vui sướng vô cùng, vì bởi em của mình không lầm đường lạc lối. Nhưng có điều gì khó hiểu là trong nửa tháng vừa qua, trên đường về thăm chú Năm, chỉ gặp được một việc rất thương tâm. Nhưng chuyện gì vậy chị hai? Chị nói em nghe đi chị hai. Chị vô tình gặp được một cô gái nằm ngất ở bên đường, nhưng bụng mang dạ chữa. Thật là trùng hợp là khi gặp chị cũng là lúc cô ấy chuyển dạ sắp sanh, cho nên chị đã đưa cô ta tới bệnh viện. Kết quả thì cô ấy đã sanh một thằng con trai rất là kháu khỉnh. Thế rồi nhà cô ấy ở đâu? Vợ chồng cô ta thế nào? Chị có hỏi nhiều lần nhưng mà cô ta không nói. Chỉ biết là cô ta nhẹ dạ cả tin vào một người đàn ông đốn mạc, cho nên có chữa quan. Còn gia đình cô ấy vì danh dự mà đuổi cô ra khỏi nhà. Trời ơi, sao họ vô tình quá vậy? Như vậy mới nói chứ, chuyện đời muôn ngàn trắc ẩn mà em. Nhưng mà chị hai à, thế thì chuyện này có liên quan gì tới em mà chị của em về đây gấp vậy? Em hãy bình tĩnh đi, bình tĩnh mà nghe chị nói tiếp nè. Cách đây mấy ngày, anh Năm tài xế phát hiện có một cái bóp của cô ta để quên lại. Khi chị kiểm tra thì trong ấy chỉ còn có vài ngàn đồng lẻ và một tấm ảnh đã bị xé làm đôi. Trong ảnh dường như lúc chụp thì tới 3-4 người gì đó, nhưng phần kia thì bị xé bỏ. Phần còn lại trong ảnh chỉ có 2 người, đó là cô ta và một người thanh niên khác. Biết đâu người thanh niên trong ảnh đó là tình nhân hay là chồng cô ấy? Chị không dám khẳng định, cho nên chị mới gọi em về đây để hỏi cho xa lẻ. Chị hai à, chị nói gì lạ vậy? Tại sao hỏi em? Tại vì người thanh niên trong ảnh đó chính là em. Hả? Là em? Phải. Không, không có chuyện đó đâu. Vô lý, vô lý lắm. Vô lý à? Nếu không tin thì em cứ xem đi. Nè, ảnh nè, em xem đi. Hả? Trời ơi, là Thảo sao? Thành, em biết cô ấy à? Chị hai à, em... Không cần phải nói nữa. Thật là chị không ngờ. Chị không ngờ mà. Chị hai ơi, chị hai ơi, thật ra em là... Em sao? Em thế nào? Có phải là em đã quên mất lương tri? Em học hối sở khanh ông bước qua đường để gieo khổ gieo sầu cho người ta, có phải vậy hay không? Chị hai ơi, xin hãy nghe lời em đây phân can. Thật ra chuyện này... Thôi đi, chị không muốn em dùng lời biện minh khi mà sự việc chưa xong. Nếu quả như em còn xem chị là chị, tức thì em phải lo trách
một mình đi. Là nam nhi thì chỉ khí phải hiên ngang, em dám gây thì em dám chịu mới hay chứ. Đừng như vườn vô lại vô tình trốn chạy, gieo khổ cho người ta rồi một mình tự toại xem như là hết chuyện. Chị hai à, chị nhìn xem em có giống hạng người như chị nói không chị hai? Chị không cần biết. Bây giờ thì chị hỏi em, có phải em đã quen với cô gái ấy không? Dạ phải, chúng em là bạn học. Bạn học? Vậy thì em hãy cho chị biết ai là tác giả của cái bào thai mà cô ấy đã mang. Em không biết nói sao cho chị hiểu nữa. Không cần phải nói nữa. Nội thái độ và cử chỉ ngập ngừng của em, cộng thêm tấm ảnh mà cô gái ấy luôn mang theo bên người, cũng đủ chứng minh chính em là kẻ đã gây ra. Chị hai, em... Nếu em có đủ lý do để chứng minh em là người không có tội thì thôi, còn nếu như không thì chị buộc em phải nhìn nhận cô ta làm vợ và lập tức phải khai sanh cho đứa bé đàng hoàng. Chị có chút công chuyện phải đi, em tự mình suy nghĩ đi. Chị đi đây. Chị hai, chị hai. Trời ơi, tôi biết tính sao đây? Tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này đây? Thì anh cứ nói đại ra đi. Một cảnh tình đầy bi đát, chứ nguyên cớ gì mà anh ấp úng chẳng nói được thành câu. Kìa Thảo, Thảo đã nghe hết rồi sao? Phải, Thảo đã nghe tất cả. Anh Thành, cảm ơn anh đã có lòng cao thượng. Thảo, sao Thảo lại nói thế? Đối với chị hai tôi, chuyện ngờ quan đó không có gì đáng nói. Nhưng điều tôi lo ngại là rồi đây Thảo sẽ ra sao? Có sao đâu anh, đời gió sương sẽ trở về sương gió. Thảo sẽ tiếp tục cuộc hành trình trong nắng sương chiều mưa. Thảo, mấy tháng nay tôi tìm Thảo cực khổ đến giường nào không chứ? Tìm nhau để có được gì, càng gây lụy phiền trong dạ. Kiếp hồng nhan vẫn rủ hương tàn, thành nên chung vui kỷ niệm, đợi chờ nhau ở kiếp sau. Nếu là duyên sẽ tâm nói tiếng xa lìa. Xin để cho anh cùng chia sớ vui buồn. Nước mắt đã tuôn khóc một thời lầm lỡ, trắc trở dòng đời đừng tự trước lấy thành nợ. Hải ly trùng trùng hiểm trở biển khơi, thân em ta tươi cuộc còn chi xứng đáng. Cố ráng quên đi những gì trong quá khứ để tạo dựng một đời tư sáng lãng quý hoàng. Không, không đâu anh Thành ơi. Thảo ơi, đời anh nếu mất em rồi không còn gì là tươi sáng cả, không còn gì cả, em biết không Thảo? Nhưng em là gái lỡ thời, em đã vô con. Đối với anh, em hoàn toàn không xứng đáng mà.
Nhưng đó không phải là yếu tố để ngăn cản tình yêu đâu em mà. Nhưng anh Thành ơi, anh còn có gia đình, còn họ hàng thân thuộc, biết họ có dễ dàng chấp những chuyện này không? Thế sự ở đời khó lường được chăng trông, nên em rất mong anh tận tường suy nghĩ. Đừng để so bi hay những gì khổ sở tiếp tục nặng mang trong tâm não ngập tràn. Chuyện không dễ dàng như ta nghĩ đâu anh, bởi trời đã sẵn thì sẵn dành cho số phận. Lần đần riêng ai phải tháng ngày gánh chịu, có khóc than nhiều thì cũng thế mà thôi. Như anh không tin trời lại gieo mãi sự khổ sầu đến với thân em. Nhưng đây là số trời, mình không thay đổi được đâu. Anh sẽ đổi thay, sẽ đổi thay tất cả. Bởi đây là chuyện quái ác nhất trên đời mà ông ấy đã ban ra. Thành ơi, nhưng mà em... Em không cần nói nữa, anh đã quyết định rồi thì không thể nào thay đổi được đâu. Anh đã từng thề rằng nếu không cưới được em thì suốt cuộc đời này anh không yêu ai nữa cả. Anh Thành. Thảo em. Anh Thành. Thành ơi, đứng trước tình anh, em càng thấy mình xấu hổ. Thảo, giờ này em mới biết ai là người yêu thật sự. Đừng khóc nữa em. Nếu lo cho mình thì cũng phải nghĩ đến tương lai của đứa con chứ. Nếu em cứ tha phương giúp dưỡng thì sau này đời nó sẽ ra sao? Thành ơi, nhưng mà còn chuyện... Đừng lo, về chuyện hiểu lầm của chị hai á thì tạm thời ta đừng tiết lộ, cứ để sau này rồi hả tính. Nếu có cơ hội anh sẽ nói rõ với chị ấy, còn bây giờ thì cứ để anh gánh. Tất cả tội tình là do ông bướm nên gây mấy lỗi lầm, giờ đã ăn năn nhận lại đứa con và chấp nhận phu thê. Lòng anh cao thượng như núi cao vời vời, ơn tái tạo này đây nguyện khắc cốt ghi tâm. Kìa Thảo, sao em lại nói thế hả? Dù sao thì chúng ta cũng sắp thành vợ chồng rồi kia mà. Anh Thành. Em Thảo. Anh Thành.